Bên mình là có gà lên mâm 8 món, gà bó xôi 24 vị thảo mộc cung đình và lẩu gà kiểu Thái. Phần lớn và phần nhỏ có dao động là khoảng từ 180.000 đến 350.000. Mình không phải là một cái người trong lĩnh vực F&B mà là từ trong lĩnh vực y tế đi ra. Trong một lần công tác cộng đồng ở miền Tây, mình thấy có nhiều phụ nữ có những cái hoàn cảnh khó khăn. Họ không có nhiều công ăn việc làm, họ cần một nơi để làm việc, để ổn định cuộc sống. Đồng thời ở miền Tây đó, mình thấy có rất là nhiều gà có thể chế biến thành những cái món ăn ngon. Đó chính là lý do gà cho bác xuất hiện. Thì thường một cái con gà ngon nó phụ thuộc vào 4 yếu tố. Thứ nhất là cái giống gà, thứ hai là cái thời gian cái người ta nuôi, thứ ba là cái thức ăn cho nó ăn và thứ tư là cái hình thức nuôi. Thì bên mình có hai dòng gà chắc thịt chính. Cái dòng thứ nhất là cái dòng gà ta lai nồi. Bên mình sử dụng cái gà ta lai nồi này là nằm trong cái thời gian đó là 4 tháng rưỡi tới 5 tháng. Thì thường ở cái lứa này đó thì cái gà nó có một cái số lượng để mình có thể sử dụng. Đồng thời nó đảm bảo được hai cái tiêu chí là thịt nó chắc và đồng thời là nó mềm. Rồi cái dòng thứ hai mà mình sử dụng đó là dòng gà ôm trứng. Cái dòng này là thường là những con gà nó đã đẻ rồi. Thì nó có cái tháng nuôi từ 8 tháng rưỡi tới 10 tháng rưỡi. Mình không sử dụng cái loại mà thấp hơn hoặc là cái tháng nuôi cao hơn. Những cái dòng gà mà khi nó được một cái tháng như vậy thì nó được cái là nó chắc thịt và da nó rất là giòn. Và nó có một cái tỷ lệ có trứng nó cao hơn. Nhưng mà đa phần bán ở đây thì có ngày cũng không có trứng. Thì mình phải mua trứng thêm ở ngoài bỏ vào để bán cho khách. Lẩu gà của mình thì nó có là 3 size. Một cái size nhỏ 2-3 người ăn là có giá 200, size vừa 3-4 người ăn có giá 250, một cái size lớn là 4-5 người ăn có giá là 300. Quán mình ở địa chỉ 171B Trần Văn Đang, phường 11, quận 3. Mình mở cửa từ lúc 8 giờ sáng tới 23 giờ tối. Giao hàng và đặt bàn qua hotline của quán hoặc là Facebook gà cơ bắp Muscular Chicken và có thể đặt qua các cái app giao hàng hiện tại. Và bên mình hiện tại đang có giao hàng tại quán và qua hotline á. Khi khách đặt cái phần nhỏ đó mình sẽ hỗ trợ 30.000 tiền ship trên tổng cái tiền ship của khách. Và khi khách đặt phần lớn mình hỗ trợ 55.000 trên tổng tiền ship của khách. Mục đích chính là mình có thể mang được cái món của mình đi tới phục vụ cho mọi người.